Hai rau cải đấy à? Thank you.
on it. Rồi, chốt đi.
Nhà luôn. Hai, không ăn đất. Thank you.
Sao mà hợp lý nhỉ? Ừ. Em buộc ở đấy thôi à? Em buộc ở trên này mà. Đâu? Buộc lên tận trên mà. Thì nó bẹp mất nhỉ? Không bẹp. Em còn sợ nó rơi thôi ấy. Đi đường sóc. Thank you.
Em bán rau. Xuống lấy đi. Xuống lấy đi chứ. Một lấy một bó à không? Mau ngoài ăn thử con bó xem nào. Đấy bác ơi. Phải thế này nè. Xin em cảm ơn nhá. Em đi bán tiếp đây. Bà đi gánh gì đây? Gánh ba rượu chả lợn. Ba rượu à? Ừ. Con lấy xuống. Để em biết. Mua rau không bác? Một bó nha. Bó được ăn. Mẹ lấy hai bó đi. Bà nhắn tin bảo là có cái cây không lấy cho bà cây thôi. À, rau cải này thôi bà. Lấy hai bó đi. Hai rau cải đấy à? Lấy hai một đi cho mấy con. Không phải rau cải đông dư ạ. À? Không bà, cái này là cải mèo nhưng mà ăn nó đắng đắng. Bán được nữa. Vâng. Vâng con. Mai các cô đến đấy, chẳng biết là họ có ăn. Mai các cô đến à? Mai con lại cắt ra tiếp. Để cho nó thịt ở đây được mà. Vâng. Nhưng mà em quảng cáo ơi, bán được nhiều. Em xin nhé. Vâng. Chị ơi, em xin rau. Bố em đặt rồi. Cảm ơn.